Trẻ biếng ăn khiến nhiều mẹ vô cùng lo lắng. Trẻ biếng ăn nhiều mẹ nghĩ đến việc bổ sung các loại thuốc giúp con nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Trẻ bị biếng ăn do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Bé bị biếng ăn có thể do những nguyên nhân sinh lý, bệnh lý hay tâm lý. Video này sẽ cung cấp cho mẹ những thông tin về thuốc biếng ăn cho trẻ mẹ nên sử dụng cho bé như thế nào. Thuốc biếng ăn cho trẻ là những loại thuốc như thế nào? Hiện nay nhiều mẹ thường nghĩ đến việc bổ sung thuốc biếng ăn cho con. Hiện nay thì thuốc biếng ăn có nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, những sản phẩm là thuốc có hàm lượng cao và khi sử dụng cho bé mẹ phải tham khảo ý kiến bác sĩ để thời gian sử dụng thuốc của bé được an toàn nhất nhé. Sau đây sẽ là một số loại thuốc biếng ăn cho trẻ. Thuốc biếng ăn cho trẻ có chứa enzyme tiêu hóa, đối với trẻ nếu sử dụng những sản phẩm enzyme tiêu hóa có hàm lượng cao thì sẽ không tốt đối với sức khỏe của con. Trẻ biếng ăn nếu được cung cấp enzyme tiêu hóa sẽ giúp làm tăng cường tốc độ tiêu hóa thức ăn kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Những sản phẩm có chứa enzyme tiêu hóa chính là men tiêu hóa mà mẹ hay sử dụng cho bé mẹ nhé. Lưu ý là không nên sử dụng men tiêu hóa cho những trẻ dưới một tuổi. Vì lúc này hệ tiêu hóa của bé chưa được ổn định. Nếu mẹ sử dụng men tiêu hóa cho con có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển hệ tiêu hóa của con sau này. Thuốc biếng ăn cho trẻ là các loại axit amin thiết yếu. Axit amin là những protein có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Trong những sản phẩm thuốc biếng ăn chúng ta cũng nhận thấy có sự có mặt của thành phần này. Thuốc biếng ăn cho trẻ em gồm có những vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là các vitamin nhóm B và kẽm. Hai dưỡng chất này thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn, tăng cường khả năng ngon miệng cũng như sức khỏe hệ tiêu hóa cho bé. Thuốc biếng ăn cho trẻ là những sản phẩm có chứa lợi khuẩn. Lợi khuẩn giúp bé ổn định đường tiêu hóa, từ đó việc tiêu hóa thức ăn sẽ trở nên tốt hơn. Những thuốc biếng ăn được bày bán trên thị trường rất nhiều. Vì thế mẹ nên lựa chọn những địa chỉ uy tín để chọn được cho bé nhà mình những sản phẩm thuốc biếng ăn uy tín và chất lượng nhé. Thuốc biếng ăn cho trẻ mẹ nên cân nhắc dùng cho con trong những trường hợp sau đây. Trẻ lười ăn, chán ăn bố mẹ phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho con. Sau một đợt ốm của trẻ, mẹ cũng nên bổ sung các sản phẩm hỗ trợ biếng ăn cho bé, trẻ có sức đề kháng yếu, những bé như vậy thường rất lười ăn. Trẻ có sức đề kháng yếu mẹ nên bổ sung thuốc giúp bé ăn ngon hơn, tăng cường sức đề kháng khỏe mạnh. Bé chậm tăng cân hơn so với lứa tuổi, con có dấu hiệu của suy dinh dưỡng, những tình trạng dưới đây mẹ nên bổ sung thuốc biếng ăn cho con. Giúp con ăn uống ngon miệng hơn, tăng cường sức đề kháng khỏe mạnh. Thuốc cho trẻ biếng ăn thường có những tác dụng phụ như thế nào? Đối với những bé còn quá nhỏ, nếu sử dụng thuốc với hàm lượng cao có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé, gây phụ thuộc thuốc ở trẻ nhỏ, thuốc biếng ăn nếu không biết cách sử dụng và không chọn đúng loại thuốc phù hợp có thể khiến tình trạng biếng ăn của bé không những không thuyên giảm mà bé còn biếng ăn trầm trọng hơn. Đối với trẻ em mẹ không nên sử dụng thuốc cho con. Thay vào đó có rất nhiều sản phẩm có tác dụng tuyệt vời giúp hỗ trợ trẻ biếng ăn vô cùng hiệu quả những sản phẩm thực phẩm chức năng có hàm lượng thấp hơn những sản phẩm là thuốc sẽ an toàn hơn đối với trẻ sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho mẹ một sản phẩm hỗ trợ trẻ biếng ăn không phải là thuốc an toàn khi bổ sung cho trẻ không sử dụng thuốc biếng ăn cho trẻ vẫn giúp bé tăng cân khỏe mạnh hiện nay việc lạm dụng thuốc cho trẻ biếng ăn đang là vấn nạn hiện nay mẹ không nên lạm dụng thuốc vì có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con mẹ nhé chuyên gia của chúng tôi sẽ gợi ý cho mẹ một sản phẩm thực phẩm chức năng giúp bé thoát khỏi tình trạng biếng ăn một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì sản phẩm này sẽ giúp bé có hệ tiêu hóa ổn định hơn. Cùng tìm hiểu thành phần và công dụng tại sao lại có thể giúp bé thoát khỏi biếng ăn nhanh và dễ dàng như vậy nhé. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysine và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm. Được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Thạc sĩ dược học Lê Minh Tuấn ông tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, dược sĩ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và dược sĩ cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà dược sĩ từng sử dụng. Trên đây là thông tin về thuốc biếng ăn cho trẻ em, mẹ nên sử dụng cho bé như thế nào cũng như cho mẹ biết được một sản phẩm hỗ trợ trẻ biếng ăn đang phổ biến trên thị trường. Được nhiều chuyên gia y tế khuyên dùng. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé hiệu quả hơn nhé. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.